Nhưng diễn biến mới nhất về tình hình tiền tuyến cho thấy quân đội Ukraine đã chọc thủng các công sự dã chiến của Nga ở phía tây Verbove. Điều đó khiến Nga đang phải căng mình lấp các lỗ hổng phòng tuyến ở phía nam ở phòng tuyến chính. Ukraine đã tiến lên bằng xe thiết giáp hạng nặng và có khả năng tiến đánh thành phố Tokmak. Mọi chuyện ngày càng xấu đi với lực lượng Nga đang chiếm đóng lãnh thổ Ukraine. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng Thế giới tiêu điểm đến với chiến trường Đông Âu đầy khắc nghiệt ngay sau đây. Mới đây, hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy quân đội Ukraine đã di chuyển thiết bị hạng nặng đến gần Verbove trong vài ngày qua và đang tăng cường hiện diện ở Zaporizhia. Quân đội Ukraine tiến vào Verbove ngày 22 tháng 9 và tiếp tục tấn công khu định cư bằng xe bọc thép. Vào ngày 24 tháng 9, đoạn video định vị địa lý mới nhất cho thấy một xe chiến đấu bộ binh Ukraine đang chiến đấu trong ngôi làng ở phía tây ở Verbove. Đến ngày 24 tháng 9, Ukraine đã giành được phần lớn lãnh thổ Verbove. Đối với quân đội Nga mà nói, Verbove là một pháo đài quan trọng. Lực lượng Nga tại Verbove được cho là bao gồm một trung đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn đặc nhiệm và ba tiểu đoàn dự bị. Theo tin tức từ lực lượng lính dù Nga, quân đội Ukraine đã áp sát cách trung đoàn dù 56 chưa đầy 7 km ở gần Novofedorivka. Điều này đặt ra mối đe dọa thực sự cho quân đội Nga. Nếu trung đoàn dù 56 không phản ứng kịp thời thì sẽ gặp rắc rối lớn. Quân đội Ukraine có thể cô lập nó khỏi phần còn lại của sư đoàn dù 7 và hình thành thế trận bao vây và trấn áp trung đoàn này. Các nguồn tin của lính đánh dù Nga bày tỏ lo ngại về triển vọng những bước tiến đáng kể của Ukraine ở khu vực Verbove. Sau khi nghe tin quân Ukraine tiến vào Verbove, các blogger quân sự Nga tin rằng trung đoàn lính dù 56 quả thật có nguy cơ bị bao vây. Tuy nhiên, trung đoàn trưởng của họ hiện chưa thể ra quyết định về việc có nên rút quân hay không. Tình trạng này đã khiến trung đoàn 56 bị tổn thất nặng nề với tinh thần xuống thấp. Viện nghiên cứu chiến tranh ESW tin rằng quân đội Nga không có đủ quân để triển khai tới những điểm nóng này trên mặt trận Zaporizhia nhằm đảm bảo phòng thủ có chiều sâu. Có khả năng lực lượng Ukraine sẽ tiến qua các công sự dã chiến của Nga và đạt được tiến bộ lớn hơn trong thời gian tới. Các cuộc giao tranh quan trọng nhất giữa Nga và Ukraine hiện đang diễn ra trên những cánh đồng và rừng cây gần làng Verbove, nơi dân số trước xung đột chỉ còn vài trăm người. Giới chức Ukraine cho biết, lực lượng lính dù của nước này đã chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía tây làng Verbove vào cuối tháng 8, xuyên qua các công sự và dọn đường cho xe bọc thép đi qua. Ukraine đã cử một số đơn vị mạnh nhất được trang bị xe bọc thép do phương Tây cung cấp đến đây chiến đấu. Theo phân tích, có hai lý do khiến Ukraine lựa chọn tấn công vào làng Verbove ở vùng Zaporizhia. Thứ nhất, tuyến phòng thủ của Nga tại khu vực này khá mỏng. Thứ hai, Verbove nằm gần Tokmak, một thành phố nhỏ cùng ở Zaporizhia, nhưng đóng vai trò là trụ sở trong tuyến phòng thủ thứ hai của Nga ở miền nam Ukraine. Tokmak cách chiến tuyến hiện tại ở Zaporizhia khoảng 16 km, nằm trên tuyến đường dẫn tới thành phố Melitopol và tới biển Azov. Nơi đây được coi là trụ sở của tuyến phòng thủ chính thứ hai của Nga. Bước đột phá mà Ukraine tạo ra trên tiền tuyến thể hiện nỗ lực của Kiev nhằm đạt được mục tiêu chính của cuộc phản công là chia cắt các lực lượng Nga đang kiểm soát gần 20% diện tích lãnh thổ. Để thực hiện điều này, quân đội Ukraine cũng cần phải nhanh chóng tiến gần về bờ biển Azov. Tuyến đường nhanh nhất là tuyến đường chạy dọc về phía nam từ thành phố Oryskiv qua thành phố Tokmak, nơi có nhiều hệ thống đường sắt, và nằm gần sông Molochna, đổ ra biển Azov. Nhưng đây cũng là tuyến đường được phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Nga đã dành nhiều tháng để đào chiến hào, gia cố vị trí súng máy và bệ phóng tên lửa, đặt chướng ngại vật chống tăng cùng nhiều công sự dọc theo tuyến đường đó. Khi Ukraine giao chiến với Nga để giành quyền kiểm soát Robotin, quân đội nước này đã triển khai một số đơn vị tấn công đường không mạnh nhất, trong đó có lữ đoàn 82. Sau đó, Kiev đã mở rộng đà tiến đến phía tây Verbove, nơi lực lượng phòng thủ chính của Nga đang đóng sát rìa làng. Tại đây, Ukraine được cho là đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga bằng xe bọc thép hạng nặng. Việc Ukraine phá vỡ tuyến phòng thủ gần Verbove cũng có thể tạo ra một tuyến đường tới thành phố Berdyansk trên bờ biển Azov và buộc Nga phải dàn mỏng lực lượng hơn nữa. Còn nếu Ukraine lựa chọn tuyến đường này thay thế, chạy thẳng tới Tokmak qua làng Solovka Baka, thì các lực lượng nước này sẽ phải đối mặt với một khu vực được phòng thủ vững chắc hơn của Nga. Qua đánh giá hình ảnh vệ tinh, nhà phân tích email Castelhelmi cho rằng
có rất nhiều bon ke, vị trí chiến đấu có mái che, hào chống tăng và các khối bê tông có hình răng rồng, cùng nhiều hệ thống khác. Lực lượng Ukraine đã đạt được tiến bộ khá trong tuần qua khi tiêu diệt lữ đoàn bộ binh hải quân số 810 của Nga ở phía tây Zaporizhia. Đánh giá từ thực tế cho thấy quân đội Nga đang tái triển khai lực lượng dự bị mới để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Ukraine. Các cuộc phản công đồng thời do lực lượng Ukraine tiến hành ở Bakhmut và phía nam đang làm suy yếu quân đội Nga và ngăn cản Moscow bổ sung lực lượng dự bị. Lữ đoàn bộ binh hải quân 810 của Nga, trực thuộc hạm đội Biển Đen, đã phải chịu tổn thất trên chiến trường miền nam Ukraine. Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirilo Budanov hôm 22 tháng 9 cho biết lữ đoàn 810 đã thất bại hoàn toàn ở miền nam Ukraine. Ông cho biết lữ đoàn 810 đã rút đi và được thay thế bằng lính dù Nga. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, lữ đoàn này đã phải chịu tổn thất nặng nề và trải qua nhiều lần tái tổ chức sau khi bị lực lượng Ukraine tiêu diệt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 19 tháng 4 năm ngoái báo cáo có 158 binh sĩ của lữ đoàn 810 thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương. Sau đó, một báo cáo vào tháng 9 năm ngoái cho biết, trên chiến trường Kherson, tổn thất nhân sự của lữ đoàn 810 đã vượt quá 85%. Nhiều binh sĩ đã từ chối quay lại chiến đấu. ESW nhận định rằng việc quân đội Nga hy sinh sức mạnh chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất đang chiếm đóng có thể nhằm hỗ trợ các mục tiêu chiến tranh thông tin và chiến tranh lai của Điện Kremlin. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh hai tuyên bố. Một là khả năng phòng thủ của Nga đầy đủ và quân đội Ukraine sẽ không thành công. Hai là quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề. Ông Putin luôn coi việc phòng thủ của Nga là một thắng lợi lớn trên chiến trường. Những nỗ lực tuyên truyền này có thể nhằm mục đích là làm suy yếu sự ủng hộ và niềm tin của Mỹ và các nước phương Tây đối với quân đội Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga có thể ra lệnh cho Bộ Chỉ huy quân sự Nga giữ vững toàn bộ vị trí phòng thủ ban đầu để tạo ảo tưởng rằng cuộc phản công của Ukraine đã không đạt được bất kỳ thành công chiến thuật nào dù có sự hỗ trợ mạnh mẽ của phương Tây. Nhưng kết quả của việc làm như vậy là Nga thà mất đi một lượng lớn sinh mạng của binh lính còn hơn là sử dụng chiêu sâu phòng thủ. Điều đó đã tạo ra ảo tưởng rằng vị trí phòng thủ của họ là bất khả xâm phạm. Đây là một kiểu ngụy biện, đánh tráo khái niệm không dễ phân biệt. Các nguồn tin trong Điện Kremlin cho biết ông Putin đã ra hạn chót cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu là đầu tháng 10 để cải thiện tình hình trên tiền tuyến. Nhiệm vụ của ông Shoigu là ngăn chặn Ukraine phản công, đồng thời cho phép quân đội Nga giành lại thế chủ động. Do đó, Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể sẽ ra lệnh phản công tàn nhẫn, thậm chí khiến binh sĩ phải thương vong nhiều hơn. Quan sát của ESW cho thấy quân đội Nga không đủ quân để triển khai ở phía tây Zaporizhia và không được bố trí hợp lý để hoàn thiện hàng phòng thủ theo chiều sâu. Điều này tạo cơ hội cho lực lượng Ukraine xuyên qua các công sự giả chiến của Nga nhanh hơn. Các hoạt động của Ukraine tại Bakhmut đã chói chân quân đội Nga, buộc họ phải chiến đấu ở miền đông Ukraine và các khu vực cách xa mặt trận phía nam. Điều đó dẫn đến tình thế quân Nga đầu đuôi không ứng cứu được lẫn nhau. Ông Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ngày 22 tháng 9 cho biết quân đội Nga đã triển khai lực lượng dự bị thuộc quân đoàn tổng hợp số 25 ở phía bắc Bakhmut để phòng thủ trước các đợt phản công của Ukraine. Cuộc phản công của Ukraine đã ở giai đoạn cực kỳ mạnh mẽ và có những dấu hiệu tích cực. Nhưng các chuyên gia vẫn chưa quá lạc quan khi đánh giá tiến bộ chiến thuật gần đây của Ukraine. Cuộc phản công này không phải là một bộ phim Hollywood với những diễn biến đột ngột, kịch tính và ngoài mong đợi. Đó chính xác vẫn là một cuộc chiến tiêu hao không hồi kết giữa đôi bên. Và đương nhiên khi Nga thiệt hại nặng thì Ukraine cũng gặp khó khăn không kém. Viện trợ của phương Tây tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến. Tin vui là Ukraine cuối cùng đã có quyền tiếp cận hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Mỹ ATACMS. Mặc dù lô đầu tiên có thể sẽ rất hạn chế, Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa sẽ cung cấp hệ thống ATACMS cho quân đội Ukraine khi Tổng thống Ukraine Zelensky thăm Washington. Ông Biden nói với ông Zelensky rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp một số lượng nhỏ tên lửa tầm xa để hỗ trợ cuộc chiến với Nga. Có thể những tên lửa này sẽ được gửi đi trong vài tuần tới và nhiều khả năng sẽ được triển khai ra mặt trận ngay sau đó. Chính quyền Biden được cho là sẽ quyết định gửi tên lửa ATACMS được trang bị đầu đạn chùm tới Ukraine. Tuy nhiên, biến thể chính xác của hệ thống ATACMS của Ukraine có thể nhận được vẫn chưa được tiết lộ. Một cựu sĩ quan Mỹ cho biết M-39, loại tên lửa tầm xa mang đạn chùm cũ, nhưng vẫn có sức công phá mạnh mẽ với hàng trăm quả đạn con, có thể là một lựa chọn của Mỹ dành cho Ukraine. Một số biến thể của ATACMS phóng từ mặt đất
như M57 với đầu đạn phân mảnh nặng 220 kg, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa 460 km, vượt qua tầm bắn 410 km của tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine. Nghiên cứu quân sự chỉ ra rằng số lượng biến thể M57 của ATACMS được sản xuất ít hơn so với biến thể M39. Tầm bắn của ATACMS có thể khiến Nga phải di chuyển các kho vũ khí, hậu cần và trung tâm chỉ huy cách xa mặt trận hơn 320 km. Tuy nhiên, điều này sẽ gây phức tạp cho nỗ lực tiếp tế cho lực lượng Nga đang ngăn chặn đà tiến của Ukraine trong cuộc phản công. Theo giới quan sát, một số yếu tố khiến tuyến phòng thủ của Nga ở phía Tây Vorobyne bị suy yếu, chẳng hạn như Moscow bị hạn chế về nhân lực, vật lực, hoặc một số đơn vị của Nga chiến đấu trong khu vực này bị điều chuyển sang nơi khác. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang gấp rút lấp đầy các lỗ hổng trước khi quân đội Ukraine tiến tới. Cả ở khu vực gần tiền tuyến lẫn khu vực xa hơn ở phía Nam, Moscow đã mở rộng tuyến phòng thủ bằng cách đặt thêm nhiều chướng ngại vật nhỏ hoặc hào chống tăng dài hàng km. Kể từ tháng 5, Nga đã dựng hàng rào răng rồng mới chống xe tăng gần Romanichskaya, cách Vorobyne khoảng 17 km về phía đông nam. Từ tháng 7 đến tháng 8, Nga cũng bổ sung thêm các công sự gần Trevonosilivka, lập chiến hào và rào chắn mới gần Ivana Ranka. Các lực lượng Nga đang cố gắng áp dụng chiến lược máy chạy bộ khi quân đội Ukraine tiến lên. Họ xây dựng thêm nhiều công sự mới để đối phó nhằm cản trở bước tiến của đối phương. Phía Ukraine cho biết người Nga đã thiết lập các cơ sở chỉ huy và các cơ sở khác ở ngoài khoảng cách tấn công và Ukraine không có gì để vươn đến đó. Việc sử dụng hệ thống phòng không chống lại các căn cứ không quân của Nga rất tốn kém và không hiệu quả. Ukraine tin rằng chỉ khoảng 100 tên lửa ATACMS sẽ không thay đổi được gì nhiều. Ukraine cần ít nhất hàng trăm tên lửa loại này. Các quan chức Mỹ cũng thừa nhận rằng ATACMS không phải là thuốc chữa bách bệnh và chúng sẽ không phải là vũ khí thay đổi cuộc chơi trong chiến tranh. Tuy nhiên, những tên lửa này sẽ giúp ích cho những đòn tập kích bất thần của Ukraine. Chính phủ Đức đã thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine trong nhiều tháng. Nhưng họ tin rằng ngay cả khi những tên lửa này sớm được chuyển giao cho Ukraine, quân đội Kiev cũng sẽ cần thời gian huấn luyện dài để nắm vững phương pháp sử dụng đúng và hiệu quả. Marcus Faber, chuyên gia quốc phòng thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do của Đức, cho rằng mọi tuyên bố của văn phòng thủ tướng liên quan đến việc trì hoãn chuyển giao tên lửa hành trình Taurus đều không chính xác. Đức có lý do để chuyển giao tên lửa Taurus ngay lập tức, đặc biệt sau cuộc tấn công gần đây vào trụ sở hạm đội biển đen của Nga ở Sevastopol. Tầm quan trọng của tên lửa hành trình đối với Ukraine ngày càng được chứng minh. Nhà sản xuất Đức tin rằng Ukraine sẽ mất khoảng 3 tháng để sẵn sàng nhận tên lửa Taurus. Vào tháng 8 năm nay, Đức tuyên bố sẽ chỉ cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine nếu Mỹ cung cấp ATACMS. Giờ đây, khi Mỹ gần như đã bật đèn xanh cho tên lửa tầm xa 300 km của mình, thì cũng đã đến lúc Đức chia ra quân bài Taurus. Bởi vì uy lực và tầm bắn của nó cũng vô cùng ghê gớm, có phần còn vượt trội hơn cả ATACMS. Taurus KEPD-350 là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không với tính năng tàng hình, tốc độ bay Mach 0.6 đến 0.95 và tầm bắn khoảng 500 km. Nó sử dụng hệ thống định vị G-Tech, tích hợp liền mạch nhiều cảm biến và cơ sở dữ liệu mục tiêu khác nhau, đồng thời có thể thích ứng với các điều kiện chiến trường năng động và đạt được các cuộc tấn công chính xác ở khoảng cách xa. Quý vị nghĩ gì về những bước tiến mới đây của Ukraine trên chiến trường? Liệu rằng Vorobyne và phong tuyến cuối cùng của Nga có sụp đổ? Điều gì sẽ đến ngay sau đây? Xin hãy để lại bình luận bên dưới và bấm like nếu bạn yêu thích video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.